Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu với một cái chủ đề rất là thường gặp trong thực hành lâm sàng, đó là biểu nhân tuyến giáp. Thì như chúng ta đã được biết thì biểu nhân tuyến giáp đang ngày càng phổ biến trong thực hành lâm sàng. Trước kia khi mà chưa có sự hỗ trợ của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh ấy, thì chúng ta qua thăm khám lâm sàng chúng ta chỉ phát hiện được từ 3 đến 7% các cái nhân tuyến giáp. Tuy nhiên dưới sự phát triển ngày càng rộng của siêu âm phổ cập ở tất cả mọi nơi thì tỷ lệ phát hiện các nhân tuyến giáp ngày càng tăng. Và qua các nghiên cứu thì tỷ lệ phát hiện nhân tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm có thể lên tới 68% tùy từng quần thể nghiên cứu. Và chúng ta thấy là nhân tuyến giáp thường gặp nhiều ở vùng thiếu iốt, và tỷ lệ nhân tuyến giáp ở nữ thường cao gấp 4 đến 5 lần so với nam giới, và tỷ lệ nhân tuyến giáp thường là tăng theo tuổi. Tuy nhiên đa số các cái nhân tuyến giáp này thường là các nhân lành tính, tỷ lệ lành tính chiếm từ 85 đến 90%, và chỉ có một phần rất là nhỏ từ 7 đến 15% là các nhân ác tính. Và chúng ta được biết là trong số các nhân ác tính thì 85% các nhân ác tính đó là các ung thư tuyến giáp thể nhú. Và đây là một cái thể ung thư tuyến giáp mà tiến triển chậm và tiên lượng rất là tốt. Và nếu mà chúng ta phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì bệnh nhân có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên ngày nay với cái tâm lý lo sợ về ung thư tuyến giáp thì ngày càng có nhiều bệnh nhân đi khám sàng lọc về ung thư tuyến giáp. Và thực hành lâm sàng ấy, thì chúng ta cũng thấy là cái bác sĩ của chúng ta cũng cho chỉ định chọc hút tế bào tuyến giáp một cách quá mức rộng rãi, và do đó làm tăng cái tỷ lệ phát hiện ung thư tuyến giáp và theo một thống kê ở Mỹ trong hơn 10 năm trở lại đây thì người ta thấy là tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên người ta thấy là tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng chủ yếu là ở các cái nhóm mà những cái nhóm nhân tuyến giáp rất là nhỏ, dưới 1 đến 2 cm. Và mặc dù tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng nhưng mà tỷ lệ tử vong do ung thư tuyến giáp lại không hề thay đổi. Từ đó người ta đặt ra các câu hỏi là liệu chúng ta có chẩn đoán quá mức về ung thư tuyến giáp hay không, và chúng ta có chỉ định chọc hút tế bào tuyến giáp quá mức rộng rãi hay không, hoặc là chúng ta có phẫu thuật các cái nhân nhỏ tuyến giáp có thực sự là cần thiết hay không. Thế để đánh giá một cái nhân tuyến giáp thì chúng ta được biết là đa số các nhân tuyến giáp đều được phát hiện tình cờ và hoàn toàn là không có triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên mà khi mà thăm khám cái nhân tuyến giáp thì khai thác các cái triệu chứng lâm sàng, khai thác tiền sử, khai thác các cái dữ liệu của bệnh là việc không thể thiếu được khi mà thăm khám một cái nhân tuyến giáp. Với mỗi một nhân tuyến giáp chúng ta đều phải hỏi xem tiền sử bệnh nhân có tiết xạ vùng đầu mặt cổ hay không, tiền sử gia đình có ca giáp thể gì, hoặc đa ung tuyến nội tiết tiếp 2 hay không. Và chúng ta cũng cần phải hỏi xem là tốc độ phát triển của bệnh nhân có to nhanh hay không, hoặc là các cái triệu chứng chèn ép như là đau, nuốt khó, khó thở, khàn tiếng. Khi mà thăm khám cái nhân tuyến giáp chúng ta cần phải đánh giá xem là nhân đấy cứng hay mềm, nhân đấy có to hay nhỏ, có di động hay không di động, và khi sờ nắn vào chúng ta có thấy nhân đấy đau hay không đau. Với một cái nhân tuyến giáp mà có mật độ cứng mới xuất hiện kèm theo triệu chứng đau nhiều khi sờ nắn thì chúng ta nghĩ tới đây là một cái nang giáp chảy máu hoặc là một cái viêm tuyến giáp bán cấp. Còn với một cái nhân giáp mà cứng chắc ít di động mà chúng ta lại sờ thấy cái hạch vùng cổ thì chúng ta phải nghĩ tới một cái ca giáp chẳng hạn. Thế tuy nhiên trên lâm sàng ấy thì khám chỉ phát hiện được với những nhân tuyến giáp to trên 1 cm thì dễ phát hiện, còn với những cái nhân sâu hoặc nhân nhỏ nằm ở vị trí ở đằng sau thì chúng ta rất là khó phát hiện trên lâm sàng. Và các nghiên cứu thì cho thấy là qua thăm khám lâm sàng chúng ta sẽ bỏ sót đến 50% các cái nhân tuyến giáp mà phát hiện được trên siêu âm. Và người ta thấy rằng nguy cơ ung thư của các cái nhân tuyến giáp nhỏ dưới 1 cm thì cũng tương đương với cả nguy cơ ung thư với các cái nhân to, và thậm chí biếu đa nhân thì cái nguy cơ ung thư cũng tương tự như biếu đơn nhân. Vì vậy mà khi thăm khám lâm sàng thì chúng ta cần lưu ý tới các cái dấu hiệu gợi ý ung thư tuyến giáp. Thứ nhất là bệnh nhân có tiền sử xạ trị vùng đầu mặt cổ là một yếu tố nguy cơ, đặc biệt là trong các cái vụ nổ hạt nhân thì người ta thấy là cái tỷ lệ ung thư tuyến giáp tăng cao hơn hẳn. Thứ hai là tiền sử gia đình có ca giáp thể tủy hoặc đa u tuyến nội tiết tiếp 2 cũng là một yếu tố nguy cơ cho ung thư tuyến giáp thể tủy, hoặc là bệnh nhân tuổi trẻ dưới 14 tuổi hoặc trên 70 tuổi. Ở nam giới thì nguy cơ ung thư cao hơn so với nữ giới, mặc dù tỷ lệ nhân tuyến giáp ở nữ giới thì lại nhiều hơn so với nam giới. Nhân tuyến giáp to nhanh hoặc là nhân tuyến giáp sờ rắn chắc hoặc là có hạch bệnh lý vùng cổ, hoặc với những nhân ít di động, hoặc bệnh nhân có triệu chứng khó thở, khó nuốt, khó nói kéo dài. Thì với bệnh nhân có các cái dấu hiệu này thì chúng ta cần phải làm loại trừ để xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ ung thư tuyến giáp hay không. Sau khi
thăm khám lâm sàng với cái nhân tuyến giáp thì bước tiếp theo mà chúng ta cần chỉ định cho bệnh nhân đó là làm các cái xét nghiệm để đánh giá xem nhân này có hoạt động chức năng hay không, nhân này là nhân ác tính hay là nhân lành tính. Thế thì hai xét nghiệm mà được chỉ định thường quy trong việc đánh giá các nhân tuyến giáp đó là đi. Xét nghiệm về chức năng tuyến giáp và siêu âm tuyến giáp. Về xét nghiệm về chức năng tuyến giáp ấy, thì chúng ta thấy là đa số các bệnh thường nó không hoạt động chức năng, nó không gây cường giáp, không gây suy giáp, là đa số ở tình trạng bình giáp. Chỉ có một ít các cái nhân ung thư là có thể gây ung thư tuyến giáp, chính là có thể gây tình trạng cường giáp. Chính vì vậy mà Hiệp hội tuyến giáp Hoa Kỳ năm 2015 đã đưa ra khuyến cáo là chúng ta chỉ cần làm TSH ở tất cả các cái nhân tuyến giáp, và nếu như giá trị TSH trong giá trị bình thường thì chúng ta không cần làm xét nghiệm thêm. Còn với trường hợp mà TSH thấp thì chúng ta nghĩ tới là bệnh nhân có tình trạng cường giáp, có thể là cường giáp dưới lâm sàng hoặc là cường giáp thực sự trên lâm sàng. Thế trong trường hợp mà có TSH thấp thì chúng ta cần làm thêm các cái xét nghiệm như FT3, FT4 để chẩn đoán xem là cường giáp, đấy là cường giáp thực sự hay cường giáp dưới lâm sàng. Chúng ta có thể làm thêm TRAB để chẩn đoán phân biệt với những cái trường hợp mà basodo trên nền bệnh nhân có nhiều giáp nhân, hoặc là chúng ta sau đó chúng ta sẽ phải làm cái xạ hình tuyến giáp để xem đấy là nhân có phải là nhân tăng hoạt tính phóng xạ và gây ra tình trạng cường giáp, người ta gọi là nhiễm độc giáp hay không. Với trường hợp mà TSH cao thì chúng ta cần làm thêm xét nghiệm FT4 và anti-TVO, thì có thể là những cái nhân này nó có tình trạng người ta gọi là viêm tuyến giáp mạn tính tự miễn. Với viêm tuyến giáp mạn tính tự miễn thì sẽ gây sơ teo dần tuyến giáp và do đó sẽ gây suy giáp, và TSH cao là một cái biểu hiện của suy giáp do viêm tuyến giáp tự miễn. Thế thì với viêm tuyến giáp tự miễn thì chúng ta biết là đặc điểm của viêm tuyến giáp tự miễn có thể là có nguy cơ tạo những cái nhân tuyến giáp, và nguy cơ ung thư ở những cái nhân tuyến giáp mà có viêm tuyến giáp tự miễn thì cao hơn so với những cái nhân tuyến giáp thông thường. Ngoài ra thì nếu như bệnh nhân có tiền sử ca giáp thể tủy hoặc là đa u tuyến nội tiết tuyếp 2 thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm cancitonin để loại trừ những cái trường hợp ca giáp thể tủy. Thế thì nếu mà cancitonin mà trên 100 thì chúng ta gợi ý nhiều bệnh nhân có ca giáp thể tủy. Tuy nhiên thì cancitonin chúng ta không được chỉ định làm thường quy, người ta không khuyến cáo làm thường quy cancitonin vì người ta thấy là tỷ lệ mà ca giáp thể tủy chỉ chiếm dưới 1% các cái nhân ung thư tuyến giáp, và thứ hai là ca giáp thể tủy rất ít gặp trên lâm sàng, tỷ lệ mà gặp ca giáp thể tủy chỉ là 1/250 biếu nhân tuyến giáp. Và rất là nhiều cái trường hợp nhân tuyến giáp thì được làm xét nghiệm định lượng thyroglobin thường quy nhằm mục đích là phát hiện ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên người ta thấy là định lượng thyroglobin thì có độ nhạy và độ đặc hiệu trong phát hiện ung thư tuyến giáp không cao. Chính vì vậy mà người ta không khuyến cáo thường quy trong đánh giá ban đầu các cái nhân tuyến giáp. Như vậy để xét nghiệm chức năng tuyến giáp thì chúng ta cần làm, đầu tiên là chúng ta cần làm TSH, và tùy theo nồng độ TSH bình thường hoặc thấp hoặc cao chúng ta làm các cái xét nghiệm tương ứng. Còn với những cái bệnh nhân mà có tiền sử gia đình thì chúng ta cần lưu ý xem có cần xét nghiệm cancitonin hay không. Xét nghiệm quan trọng thứ hai trong chẩn đoán đánh giá các cái nhân tuyến giáp đó là siêu âm tuyến giáp. Thì như chúng ta đã biết là siêu âm là một cái xét nghiệm rất là quan trọng trong việc đánh giá các nhân tuyến giáp có nguy cơ ác tính hay không, trong việc định hướng xử trí có cần chọc hút tế bào nhân hay không, hoặc là theo dõi hoặc là phẫu thuật hay không. Thế thì siêu âm thì có rất là nhiều ưu điểm. Siêu âm đơn giản, an toàn, rẻ tiền và rất có hiệu quả trong đánh giá phần mềm vùng cổ, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Với siêu âm tuyến giáp thì chúng ta có thể phát hiện được ngay cả những cái nhân tuyến giáp nhỏ hoặc những cái nhân tuyến giáp nằm ở vị trí sâu. Và siêu âm giúp đánh giá các cái đặc điểm của nhân tuyến giáp như vị trí, kích thước, như thành phần nhân đặc hay nhân hỗn hợp hay là chỉ là lang đơn thuần. Hoặc là siêu âm cho chúng ta biết độ cản âm của nhân tuyến giáp, nhân tăng âm, nhân đồng âm, nhân giảm âm, hoặc bờ nhân có đều hay không đều, bờ đa cung hay không, hoặc là trục ngang hay trục dọc. Và bên cạnh cái việc phát hiện nhân tuyến giáp và mô tả giúp chúng ta các đặc điểm của nhân thì siêu âm còn giúp chúng ta trong hỗ trợ trong việc chẩn đoán. Chúng ta chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm thì độ chính xác và độ nhạy cao hơn nhiều. Hoặc là trong điều trị nhân tuyến giáp giúp chọc hút nang tuyến giáp dưới siêu âm, giúp đốt sóng cao tần nhân tuyến giáp dưới siêu âm. Thế thì khi mà đọc một kết quả siêu âm tuyến giáp ấy, thì chúng ta cần phải biết các đặc điểm gợi ý ác tính trên mô tả của siêu âm. Và đó là các đặc điểm như nhân tuyến giáp giảm âm nhiều, nhân có vi canxi hóa, nhân có bờ không đều hoặc phì múi, hoặc ở trên cắt ngang, trên mặt phẳng cắt ngang thì nhân có trục dọc, có nghĩa là chiều cao sẽ phải lớn hơn chiều rộng, và có tăng sinh mạch máu trong nhân, hoặc là nhân đã xâm lấn do các tổ chức xung quanh, hoặc là có hạch bệnh lý. Và người ta thấy là nếu như chỉ có một cái đặc điểm
gợi ý ác tính trên siêu âm thì giá trị gợi ý ác tính không cao lắm. Tuy nhiên, nếu như siêu âm trên siêu âm mà có từ hai hoặc nhiều đặc điểm phối hợp với nhau thì cái giá trị gợi ý ác tính tăng tăng cao rất là nhiều. Dưới đây là một số hình ảnh gợi ý ác tính trên siêu âm tuyến giáp. Thì chúng ta thấy trên hình là cái nhân tuyến giáp có bờ tương đối là không nhiều này, có cái những cái vi canxi hóa trong nhân. Còn đây là một cái hình ảnh. Còn đây là hình ảnh nhân tuyến giáp giảm âm rất là nhiều và có trục dọc. Đây là hình ảnh điển hình của một cái ung thư tuyến giáp cũng có nhân giảm âm rất là nhiều, có bờ không đều, thùy múi, có xâm lấn ra tổ chức xuống dưới và có cái canxi hóa trong nhân. ATA năm 2015 thì đã đưa ra bảng khuyến cáo về đánh giá các nguy cơ ác tính của các nhân tuyến giáp dựa trên các hình ảnh siêu âm tuyến giáp. Thì chúng ta thấy trong bảng, chúng ta thấy hầu hết các cái hình thái của siêu âm được đưa của hình thái siêu âm tuyến giáp ở trong cái bảng này. Thế thì nguy cơ ác tính sẽ tăng theo cái chiều mũi tên. Thì với nguy cơ chúng ta thấy là chức năng tuyến giáp đơn thuần thì được xếp vào nhóm lành tính hoàn toàn với nguy cơ ác tính chỉ dưới 1%. Còn xếp ở nhóm nguy cơ ác tính rất là thấp dưới 3% là những nhân dạng bọt biển hoặc là những cái nang hỗn hợp với phần dịch chiếm ưu thế. Đây là những cái nang hỗn hợp với phần dịch chiếm ưu thế, hoặc là nhóm nguy cơ thấp với những cái nhân mà tăng âm, hoặc là những nhân đồng âm có bờ tương đối đồng nhất, hoặc là những cái nang với phần dịch và có nụ sùi ở trong nhân mà không có cái đặc điểm của ý ác tính. Còn nguy cơ ở mức độ trung bình là với các cái nhân giảm âm tuy nhiên lại có bờ đều, bờ và ranh giới đều, và nguy cơ ác tính ở những cái nhân này là 10-20%. Và nguy cơ cao hơn là ở những cái nhân mà như lúc nãy chúng ta có các đặc điểm như lúc nãy chúng ta đã nói, đó là nhân vi canxi hóa với bờ không đều, đó là những nhân giảm âm rất là nhiều với bờ cũng không đều, và những cái nhân có trục dọc giảm âm với những cái nhân mà xâm lấn ra ngoài tuyến giáp, hoặc là những cái nhân có vôi hóa không liên tục, hoặc là những cái nhân mà có kèm hạch bệnh lý. Thế thì dựa trên kết quả siêu âm này thì ATA đã đưa ra các cái khuyến cáo về xem những cái nhân nào mà có nguy cơ cao cần phải chọc hút tế bào tuyến giáp. Và tuy nhiên, mặc dù là siêu âm có giá trị rất là lớn trong việc định hướng gợi ý ác tính của các cái nhân tuyến giáp, tuy nhiên thì siêu âm không có giá trị chẩn đoán xác định xem là nhân này là ác tính hay không. Và để mà chẩn đoán xác định thì chúng ta vẫn cần phải dựa vào kết quả tế bào học. Và chọc hút tế bào học thì thường chúng ta sẽ tiến hành chọc hút bằng kim nhỏ với kim từ 23 đến 25 volt. Và thường là chúng ta sẽ chọc hút dưới siêu âm tăng độ nhạy, độ chính xác và độ đặc hiệu của cái chẩn đoán. Chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ là một cái thủ thuật tương đối là an toàn, dễ thực hiện và có thể thực hiện nhiều lần nếu như thật sự cần thiết. Và chúng ta thấy là nếu như chọc hút dưới siêu âm thì giúp chúng ta chọc đúng cái vị trí nghi ngờ, với những năng hỗn hợp thì giúp chúng ta sẽ xác định đúng cái phần mà cần phải chọc hút, hoặc với những cái biếu đa nhân thì giúp chúng ta xác định nhân nào nghi ngờ và chúng ta chỉ chọc vào những cái nhân nghi ngờ thôi, hoặc với những nhân nhỏ mà lâm sàng không sờ thấy thì siêu âm sẽ giúp chúng ta giúp chúng ta đưa kim đúng vị trí cần chọc hút. Tuy nhiên, không phải nhân tuyến giáp nào cũng cần phải chọc hút. Vậy thì nhân nào cần phải chọc hút thì dựa trên đặc điểm của nhân trên siêu âm, dựa trên kích thước của nhân mà ATA năm 2015 đã đưa ra các khuyến cáo về nhân nào cần chỉ định chọc hút. Thì chúng ta thấy trên bảng là cái tóm tắt cái sơ đồ của ATA năm 2015, thì chúng ta thấy với những cái nhân mà nghi ngờ rất là cao, mà những cái nhân đấy nằm sát động mạch, sát khí quản, thực quản, hoặc là sát họng, hoặc những cái nhân mà đã có di căn hạch, đấy là những cái nhân mà có nguy cơ di căn rất là cao. Thì với những nhân này thì chúng ta chỉ định chọc hút từ rất là sớm. Khi mà kích thước của tuyến giáp trên 5mm hoặc là quanh 5mm chúng ta đã có chỉ định chọc hút. Còn với những cái nhân mà nghi ngờ cao hoặc nghi ngờ trung bình thì chúng ta chỉ chọc hút khi mà kích thước nhân trên 10mm. Còn với những trường hợp mà nghi ngờ thấp, rất thấp hoặc thì chúng ta chỉ chọc hút khi mà nhân kích thước trên 15mm. Hoặc với những nhân lành tính hoàn toàn, những cái nang đơn thuần thì chúng ta không có chỉ định chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ. Bên cạnh siêu âm, bên cạnh xét nghiệm và bên cạnh chọc hút thì chúng ta cũng có một số cái xét nghiệm hỗ trợ. Đấy là xét nghiệm về xạ hình tuyến giáp. Xạ hình tuyến giáp thì được chỉ định làm khi nào? Xạ hình tuyến giáp chỉ được chỉ định trong trường hợp mà nhân tuyến giáp có tình trạng cường giáp, có nghĩa là có TNH thấp
hoặc là những trường hợp mà biếu giáp nhân lớn lan xuống sau xương ức, hoặc là biếu giáp lạc chỗ, và để giúp phân biệt các nguyên nhân cường giáp. Thế thì trên xạ hình tuyến giáp thì chúng ta sẽ thấy các cái hình ảnh sau. Thứ nhất là những cái nhân người ta gọi là nhân lạnh hay là nhân giảm bắt hoạt tính phóng xạ. Thì chúng ta thấy trên hình đầu tiên đây là những cái nhân mà nó giảm hoạt tính phóng xạ ở vị trí của nhân. Nhân không bắt hoạt tính phóng xạ gọi là nhân lạnh. Còn những nhân nóng là những cái nhân mà tăng hoạt tính phóng xạ tập trung ở nhân, còn các cái vùng khác thì lại giảm hoạt tính phóng xạ. Đây gọi là nhân nóng. Còn ở giữa là nhân ấm, nghĩa là hoạt tính phóng xạ tương đương với mô tuyến giáp xung quanh. Thế thì dựa trên mức độ bắt hoạt tính phóng xạ thì người ta sẽ khuyến cáo với các cái nhân nóng thì người ta thấy hầu hết là các nhân lành tính, vì vậy mà không có chỉ định chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ. Với các cái nhân lạnh thì nguy cơ ác tính là từ 3 đến 15%, vì vậy mà sau khi điều trị cường giáp ổn định thì chúng ta sẽ tiến hành chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ để loại trừ những cái ung thư tuyến giáp. Ở bên cạnh xạ hình thì người ta thấy CT và MRI thì không đủ độ tin cậy để phân biệt tổn thương lành tính và ác tính. Tuy nhiên CT và MRI lại rất là có ích trong trường hợp những cái biếu giáp nằm sau xương ức, giúp để đánh giá cái mức độ lan tỏa hoặc mức độ chèn ép khí quản. Ngoài ra còn một số kỹ thuật mới như là siêu âm đàn hồi, siêu âm sử dụng thuốc đối quang thì hiện nay chưa được sử dụng một cách thường quy. Sau khi với các nhân tuyến giáp sau khi đã được siêu âm, sau khi đã được chọc hút tế bào thì kết quả của chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ sẽ được phân loại theo phân loại của Bethesda năm 2017. Thì trong cái bảng phân loại của Bethesda năm 2017, người ta sẽ chia thành 6 nhóm chẩn đoán. Nhóm thứ nhất là nhóm bệnh phẩm không đủ thỏa đáng và không đủ để làm chẩn đoán. Nhóm thứ hai là nhóm mà bệnh phẩm hoàn toàn lành tính. Nhóm thứ ba là nhóm tế bào không điển hình hoặc tổn thương dạng nang không xác định. Và nhóm thứ tư là nhóm tâm sản dạng nang hoặc là nghi ngờ tâm sản dạng nang. Nhóm thứ năm là nhóm nghi ngờ ác tính và nhóm thứ sáu là nhóm khẳng định ác tính. Thì bên cạnh cái cột nhóm chẩn đoán thì có cái cột là nguy cơ ác tính và định hướng xử trí. Thì chúng ta thấy là với nhóm thứ nhất là nhóm bệnh phẩm không thỏa đáng và không đủ chẩn đoán thì nguy cơ ác tính của nhóm này là từ 5 đến 10%, và với nhóm này thì người ta khuyến cáo nên chọc hút lại tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm. Với nhóm kết quả lành tính thì nguy cơ ác tính rất thấp, chỉ từ 0 đến 3%, vì vậy chúng ta sẽ theo dõi dựa vào lâm sàng và siêu âm tuyến giáp. Với nhóm tế bào không điển hình hoặc với tổn thương dạng nang không xác định thì nguy cơ ác tính lên tới 10 đến 30%, vì vậy mà chúng ta cần làm lại chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm. Ở một số nơi có điều kiện thì chúng ta có thể làm xét nghiệm phân tử, hoặc là chúng ta có thể xem xét dựa vào cái mức độ nghi ngờ trên siêu âm để xem xét có cần phải phẫu thuật cắt thủy tuyến giáp để chẩn đoán hay không. Với nhóm tân sản dạng nang hoặc nghi ngờ tân sản dạng nang thì cái nguy cơ ác tính lên tới 25 đến 40%, vì vậy mà người ta chỉ định là xét nghiệm phân tử hoặc là phẫu thuật cắt thủy tuyến giáp. Và với nhóm 5, nhóm 6 là nhóm mà nghi ngờ ác tính rất là cao, nghi ngờ ác tính và nhóm ác tính thì nguy cơ ác tính lên tới trên 50%, thậm chí ở nhóm 6 thì nguy cơ ác tính gần như là chắc chắn với tỷ lệ ác tính là 95 đến 97%. Thì ở hai nhóm này khuyến cáo phẫu thuật là 100%. Vậy với các cái nhân tuyến giáp mà lành tính sau chọc hút tế bào tuyến giáp thì người ta sẽ không khuyến cáo phẫu thuật với các cái nhân đã được chẩn đoán lành tính sau chọc hút tế bào tuyến giáp. Và chúng ta sẽ theo dõi bằng siêu âm và chỉ cân nhắc chọc hút lại trong trường hợp mà siêu âm nghi ngờ cao, thì chúng ta sẽ siêu âm và chọc hút lại sau 3 tháng. Còn với trường hợp mà siêu âm nghi ngờ thấp, hoặc rất thấp hoặc ở mức độ trung bình thì chúng ta có thể siêu âm kiểm tra lại sau 6 đến 12 tháng. Và chúng ta chỉ cân nhắc chọc hút lại tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ trong trường hợp một là nhân tăng trên 50% thể tích, hoặc là tăng trên 20% ở ít nhất hai kích thước với mức tăng tối thiểu là 2 mm, hoặc là sau một thời gian theo dõi thì chúng ta thấy trên siêu âm có đặc điểm nghi ngờ mới, lúc đó chúng ta mới cân nhắc chọc lại. Tóm lại về đánh giá cái nhân tuyến giáp ấy, thì tôi xin tóm tắt lại những cái bước cơ bản trong đánh giá một nhân tuyến giáp. Thứ nhất là chúng ta cần thăm khám lâm sàng để định hướng các yếu tố nguy cơ. Thứ hai là với các bệnh nhân làm về có cái nhân tuyến giáp cần đánh giá thì chúng ta cần xét nghiệm về chức năng tuyến giáp và siêu âm tuyến giáp, và dựa trên kết quả chúng ta sẽ xét xem là bệnh nhân có cần chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ hay không. Và sau khi chọc hút bằng tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ thì chúng ta sẽ dựa theo kết quả phân loại của Bethesda để có hướng xử lý phù hợp cho các cái nhân tuyến giáp.
Và tôi xin nhắc lại là với những cái nhân tuyến giáp mà đã được chẩn đoán là lành tính sau chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ thì chúng ta không khuyến cáo phẫu thuật mà chúng ta sẽ theo dõi định kỳ bằng siêu âm tùy theo mức độ nghi ngờ trên siêu âm để có cái thời gian cái khoảng cách theo dõi cho phù hợp. Về điều trị nhân tuyến giáp. Về điều trị nhân tuyến giáp thì chúng ta có biết rất nhiều các phương pháp điều trị tùy thuộc vào đặc điểm của nhân tuyến giáp trên siêu âm. Trước kia thì chúng ta có điều trị bằng thyroxin, có điều trị bằng iốt phóng xạ, điều trị bằng phẫu thuật, điều trị bằng tiêm cồn và điều trị bằng RF. Tôi xin điểm qua một vài cái điều trị cơ bản. Thứ nhất là về điều trị bằng thyroxin thì như chúng ta được biết là thyroxin là cái điều trị rất là thường quy. Trước kia thì thyroxin là điều trị rất thường quy với các cái nhân tuyến giáp và 100% bệnh nhân có nhân tuyến giáp thì đi khám đều được uống levothyrox hay là levothyroxin. Tuy nhiên thì người ta thấy là cho tới hiện nay thì người ta thấy là để mà có hiệu quả thì phải uống liều levothyroxin với liều mà đủ để gây tình trạng cường giáp, và ngay khi ngừng thuốc thì cái nhân tuyến giáp có thể tăng kích thước trở lại. Và người ta thấy là hiện tại thì cái bằng chứng về điều trị levothyroxin không rõ ràng trong cái điều trị nhân tuyến giáp. Chính vì vậy mà điều trị levothyroxin chỉ định rất là hạn chế, thường sẽ chỉ định với bệnh nhân với các cái bệnh nhân trẻ có nhân nhỏ, hoặc là bệnh nhân sống ở vùng thiếu iốt, hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán là biếu giáp keo. Tuy nhiên thì cũng rất hạn chế vì hiệu quả nó không không cao, người ta thấy chỉ dưới 20% các nhân là có đáp ứng. Một lưu ý khi mà điều trị thyroxin đó là rất là nhiều trường hợp bệnh nhân có biểu hiện cường giáp khi mà điều trị thyroxin, bệnh nhân gầy sút cân, bệnh nhân thấy hồi hộp, bệnh nhân mất ngủ, bệnh nhân lo lắng và làm tăng nguy cơ dung nhĩ hoặc nguy cơ rối loạn nhịp tim. Chính vì vậy mà khuyến cáo hiện nay là không có khuyến cáo, đa số các nhân tuyến giáp đều không khuyến cáo điều trị thyroxin, đặc biệt là chống chỉ định ở người cao tuổi, ở những nhân tuyến giáp có kích thước lớn, ở những cái biếu giáp lâu năm, ở những trường hợp mà có TSH thấp hoặc bệnh nhân có bệnh mạch vành hoặc có rối loạn nhịp tim. Về điều trị iốt phóng xạ thì chỉ định điều trị iốt phóng xạ chủ yếu là với các cái nhân độc tuyến giáp, nghĩa là nhân mà trên dạ hình tuyến giáp lúc nãy chúng ta xác định đó là nhân nóng. Thì với những cái nhân này thì sau khi điều trị iốt sẽ tập trung vào trong các cái nhân và gây phá hủy nhân. Sau khi điều trị bằng iốt phóng xạ thì chúng ta thấy là đạt kết quả bình giáp ở khoảng 50-100% các cái nhân tuyến giáp và thể tích của cái nhân cũng giảm rất là nhiều. Tuy nhiên thì điều trị iốt phóng xạ cũng có những cái tai biến nhất định. Người ta thấy là tỷ lệ suy giáp sau 20 năm theo dõi ở những bệnh nhân điều trị iốt phóng xạ có thể lên tới 60%. Và ở những người mà điều trị iốt phóng xạ sẽ có thể tăng nguy cơ mắc bệnh mạch vành hoặc là nguy cơ về ung thư tuyến giáp. Chính vì vậy mà người ta khuyến cáo là cần theo dõi chức năng tuyến giáp thường xuyên ở những bệnh nhân mà được điều trị iốt phóng xạ. Và nếu thấy nhân tăng kích thước trở lại thì cần phải chọc hút tế bào ngay. Phương pháp này thì chống chỉ định ở những trường hợp phụ nữ có thai hoặc cho con bú, ở trẻ dưới 18 tuổi do tăng nguy cơ ung thư và những nhân tuyến giáp có kích thước lớn. Về chỉ định phẫu thuật, vậy khi nào thì chúng ta có chỉ định phẫu thuật những cái nhân tuyến giáp? Thứ nhất là chúng ta chỉ định phẫu thuật nhân tuyến giáp trong những trường hợp, một là nhân đã được chẩn đoán là nhân ung thư hoặc là nghi ngờ ung thư cao. Với những nhân lành tính thì chúng ta chỉ định phẫu thuật trong trường hợp những cái nang giáp tái phát trên 3 lần sau khi đã chọc hút và kích thước nang lớn thì chúng ta có thể phẫu thuật bóc tách cái nang đấy. Hoặc với những nhân lớn trên 4 cm có triệu chứng chèn ép như khó thở, nuốt vướng, khản tiếng, hoặc với những cái biếu giáp chìm, những cái nhân nóng có cường giáp, hoặc những cái nhân mà tăng kích thước sau mỗi lần khám định kỳ. Tuy nhiên phẫu thuật thì ngày nay thì với kinh nghiệm ngày càng tăng, cái tỷ lệ tai biến sau phẫu thuật thì ít hơn rất là nhiều. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều bệnh nhân mà có cái biến chứng sau phẫu thuật tuyến giáp. Suy giáp thì là chắc chắn sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp. Thế còn suy cận giáp, liệt dây thần kinh quạt ngược cũng đã gặp rất là nhiều bệnh nhân bị những cái cơn co giật, thậm chí là bị vôi hóa não do biến chứng suy cận giáp sau phẫu thuật. Về tiêm cồn qua da trong điều trị các cái nhân tuyến giáp thì người ta thấy cơ chế của phương pháp này đó là gây hoại tử các cái mô liên kết và gây tắc các mạch máu nhỏ. Điều kiện để mà làm tiêm cồn qua da đó là những cái bệnh nhân là những cái nhân đã được chọc mà tế bào học kết luận lành tính và những cái nhân này là không phải là nhân nóng. Về tác dụng phụ của cái tiêm cồn qua da, nó là chủ yếu là gây đau và
một số ít trường hợp có thể gây tổn thương dây thần kinh quạt ngược. Tinh quần qua da chủ yếu áp dụng với những cái u nang mà tỷ lệ tái phát sau chọc hút là khá cao, và người ta thấy là tinh cồn thì giúp giảm trên 50% thể tích dịch ở khoảng 90% bệnh nhân, nghĩa là tương đối hiệu quả ở những cái nang mà tái phát rất là nhiều sau chọc hút. Và phương pháp cuối cùng là phương pháp đốt sóng cao tần. Thì đốt sóng cao tần là một phương pháp điều trị mới hiện nay và đang được áp dụng ngày càng nhiều. Khi nào thì có chỉ định đốt sóng cao tần? Thì người ta thấy là chỉ định đốt sóng cao tần thường là với những cái nhân tuyến giáp lớn trên 4 cm, hoặc là những cái nhân mà có triệu chứng chèn ép, có ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Và ưu điểm của phương pháp đốt sóng cao tần là như nào? Là ưu điểm thứ nhất là chỉ để lại cái sẹo rất là nhỏ, không thể lại sẹo lớn giống như một phương pháp phẫu thuật. Thứ hai là cái tổn thương dây thần kinh quật ngược trong cái đốt sóng cao tần là rất là thấp và hầu như không ảnh hưởng gì đến chức năng tuyến giáp, và thời gian hồi phục rất là nhanh. Và chúng ta sẽ có một cái bài riêng về đốt sóng cao tần ở sau bài ngày hôm nay. Tóm lại, với một cái nhân tuyến giáp khi mà cái xét nghiệm đánh giá chức năng tuyến giáp và siêu âm tuyến giáp, và dựa trên kết quả siêu âm thì chúng ta dựa trên các cái đặc điểm nghi ngờ trên siêu âm để chúng ta sẽ có cái chỉ định chọc hút khi nào. Tôi xin tóm lại một chút là với những nhân nghi ngờ rất cao nằm sát các động mạch, sát khí quản, thực quản hoặc là sát vỏ, hoặc là những nhân di căn hạch, với những cái nhân này thì nguy cơ di căn rất là cao, và với những nhân này thì chúng ta chỉ định chọc rất sớm khi nhân còn rất là nhỏ. Còn với những cái nhân mà nghi ngờ cao trung bình, thì chúng ta chỉ hút khi mà nhân trên 1 cm, hoặc với những cái nhân nghi ngờ thấp hoặc rất thấp, ví dụ như là những cái nhân dạng bọt biển hoặc là những cái nang hỗn hợp, thì chúng ta chỉ định chọc hút khi nhân tuyến giáp trên 15 mm. Còn với những cái nang đơn thuần thì chúng ta không có chỉ định chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ. Và sau khi chọc hút dựa trên kết quả beta đa thì chúng ta sẽ có hướng định hướng xử trí với những cái tiêu bản nghèo tế bào, nghĩa là beta đa nhóm 1 đấy ạ, thì chúng ta sẽ chọc hút lại sau 3 tháng. Còn với những cái nhân mà đã chẩn đoán là lành tính, tuy nhiên trên siêu âm nghi ngờ rất cao, thì chúng ta có thể chọc hút lại hoặc chúng ta kèm với siêu âm sau 3 tháng. Còn với những cái nhân mà nghi ngờ thấp hoặc trung bình thì chúng ta sẽ siêu âm lại sau 6 đến 12 tháng. Với những kết quả chọc hút không điển hình hoặc với những u dạng nang, chúng ta sẽ chọc hút lại lần nữa. Và nếu mà kết quả tế bào học lành tính thì chúng ta sẽ tiến hành theo dõi. Còn với kết quả tế bào học không điển hình hoặc vẫn là u dạng nang thì chúng ta sẽ xét nghiệm gen. Nếu mà xét nghiệm gen mà dương tính thì chúng ta chuyển bệnh nhân phẫu thuật. Còn với xét nghiệm gen mà âm tính thì chúng ta sẽ cân nhắc phẫu thuật khi bệnh nhân có tiền sử gia đình có ca giáp, có tiền sử phơi nhiễm phóng xạ, hoặc với những nhân lớn trên 4 cm. Và chúng ta sẽ cân nhắc chọc hút lại khi mà nhân tăng 20% ở ít nhất hai kích thước với mức tăng tối thiểu là 2 mm, hoặc tăng hơn 50% về thể tích nhân, hoặc xuất hiện các đặc điểm siêu âm nghi ngờ mới. Tôi xin tóm tắt lại các cái phần chính trong cái bài trình bày của tôi. Thứ nhất là đa số các cái nhân tuyến giáp là các cái nhân lành tính, và khi đánh giá một cái nhân tuyến giáp thì chúng ta cần kết hợp giữa thăm khám lâm sàng, giữa các cái xét nghiệm để có hướng xử trí phù hợp. Và với các cái nhân nóng hoặc với các nang giáp đơn thuần thì chúng ta không cần làm cái chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ. Còn với những cái nhân nhỏ, nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình thì chúng ta chỉ làm chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ khi mà nhân trên 1 cm, và chúng ta không chỉ định phẫu thuật với các cái biếu nhân lành tính nhỏ mà không có chỉ định. Trên đây là toàn bộ cái phần chia sẻ của tôi về cái định hướng chẩn đoán và xử trí nhân tuyến giáp. Và hy vọng sau cái buổi hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm kinh nghiệm để đánh giá và xử trí nhân tuyến giáp một cách phù hợp. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn.